Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của channel bán linh kiện.vn chung mục review. Ở video trước, mình đã cùng các bạn làm một chiếc máy khoan bàn mini từ động cơ 775 và chiếc gá máy khoan mini KT6100. Và ở cuối video, mình có giới thiệu cho các bạn chiếc máy khoan bàn mini BG5158 dành cho các bạn nào chưa có thời gian để chế. Video ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn mở hộp và đánh giá chi tiết về chiếc máy khoan bàn mini này nhé. Đây chính là chiếc máy khoan bàn BG5158. Bây giờ mình sẽ mở hộp. Đầu tiên chúng ta sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp đến là một chiếc bàn khoan, một chiếc cần gạt để điều chỉnh mũi khoan lên xuống, và cuối cùng là chiếc máy khoan. Nhìn chung chiếc máy khoan này được đóng gói rất cẩn thận, có lớp xốp dày để chống xốc trong quá trình vận chuyển, và đi kèm thêm các phụ kiện như một đầu nắp của trục chính, hai chiếc lục, một vòng cao su. Chiếc vòng này có chức năng làm băng tải giữa động cơ và trục mũi khoan. Lát nữa mình tháo chiếc máy khoan này ra, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Và cuối cùng là một đầu vít để tháo mũi khoan. Bộ máy khoan này thì đang ở dạng rời, bây giờ mình sẽ cùng các bạn lắp ráp vào nhé. Đầu tiên mình lắp nắp vào với trục chính. Tiếp theo, mình lắp phần động cơ với bàn khoan. Tay cần gạt, các bạn lắp vào phần trục điều khiển lên xuống của mũi khoan như mình. Như vậy là đã xong. Việc lắp ráp chiếc máy khoan này cũng khá là đơn giản. Nhìn chung về thiết kế thì mình thấy chiếc máy khoan này được sơn lớp sơn khá là bóng và đẹp. Về kích thước thì chiều dài từ mặt đáy bàn lên đến phần động cơ là 38 cm, trục chính có đường kính là 32 mm. Kích thước mặt bàn đứng có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 17 cm và 16,5 cm, và khoảng cách giữa hai rãnh để gá vật khoan là 9,5 cm. Về thông số thì đã được ghi ở mặt trước của sản phẩm. Đây là model sản phẩm BG5158, sử dụng nguồn điện là 220V với tần số là 50Hz, với công suất là 150W và chiều sâu khoan tối đa là 25 mm. Có 3 mức tốc độ. Mức độ 1 là từ 0 đến 3.500 vòng, mức độ 2 là từ 0 đến 5.500 vòng, và tốc độ thứ 3 là mắc lên đến 7.000 vòng. Có thể nói động cơ này có tốc độ cũng khá là mạnh. Phía bên trên đây chúng ta sẽ có một cụm điều khiển bao gồm một công tắc đóng cắt điện, và bên cạnh là nốm xoay điều chỉnh tốc độ. Và đây là cần gạt lên xuống để chúng ta khoan. Ở mặt phía bên trong có ghi kích thước để chúng ta có thể ước chừng được độ sâu của vật thể khoan. Tiếp theo là đầu kẹp mũi khoan. Đầu kẹp trên chiếc máy khoan này có thể kẹp được các mũi khoan có kích thước từ 0,6 đến 6,5 mm. Phần nắp động cơ có khe tản nhiệt giúp cho máy hoạt động ổn định trong thời gian dài. Còn đây là chốt để các bạn nối lỏng phần động cơ với phần trục để thay đổi chiều cao khi các bạn khoan. Và vừa rồi là những thông tin về chiếc máy khoan bàn mini BG5158. Bây giờ mình và các bạn cùng nhau trải nghiệm khoan thử trên chiếc máy khoan này nhé. Đầu tiên mình sẽ cấp nguồn. Các bạn sử dụng ổ cắm có 3 chân nhé. Đầu tiên thì mình sẽ khoan với mũi khoan 3 mm này. Các bạn nới lỏng đầu kẹp mũi khoan ra để gá mũi khoan, sau đó dùng vít và vít thật chặt lại nhé. Mình sẽ khoan trên tấm gỗ này. Tấm gỗ này có kích thước là 18 mm. Vì mũi khoan đang ở khá cao nên bây giờ mình sẽ hạ độ cao của mũi khoan xuống. Bây giờ mình sẽ bật công tắc. Các bạn lăn từ từ núm điều chỉnh để tăng tốc độ. Mình sẽ khoan thử luôn. Các bạn dùng một tay để giữ miếng gỗ và một tay đưa nhẹ mũi khoan xuống để khoan. Mũi khoan đầu tiên mình có cảm nhận là khoan rất là mượt, hiện tượng rung khi khoan là không có. Các bạn có thể quan sát gỗ vụn ở xung quanh mũi khoan ra rất đều và không bị bắn tung tóe. Như vậy là mình đã khoan xong. Nói chung là khoan trên tấm gỗ này khá là dễ dàng đối với chiếc máy khoan này. Bây giờ mình sẽ khoan với tấm gỗ này có độ dài là 3,5mm, xem có bị khó khăn khi khoan không nhé. Nói chung khoan trên tấm gỗ này thì mình vẫn thấy rất là mượt và nhẹ. Tuy nhiên với tấm gỗ này có độ dày là 35mm, dày hơn chiều sâu của mũi khoan. Chiều sâu khoan tối đa là 25mm nên không thể khoan xuyên qua được. Bây giờ mình sẽ khoan với đoạn nhôm định hình này có kích thước là 20 x 40mm để xem có khác biệt gì so với khoan trên gỗ không nhé. Mình dùng mũi khoan lớn hơn, mũi khoan này có đường kính là 4,9mm. Ở đây mình không có kẹp để cố định hai đầu nên mình sẽ dùng tay để giữ. Mình khuyên các bạn nên dùng kẹp để giữ chắc chắn vật khoan, vậy chắc chắn là đảm bảo độ an toàn khi khoan. Với các chất liệu như nhôm hay sắt thì các bạn khoan từ từ như vậy, tránh bị kẹt mũi khoan và chảy mũi khoan. Như vậy là mình đã khoan xong, cũng khá là đơn giản. Các bạn khoan chậm và khoan khéo tay một chút là có thể khoan được như vậy rồi. Và qua những lần khoan trên thì mình nhận thấy được chiếc máy khoan này có tốc độ rất là mạnh và ổn định. Đặc biệt là phần trục mũi khoan đưa lên đưa xuống rất mượt, giúp cho mình khoan được chính xác hơn. Tuy nhiên, trên chiếc máy khoan này có một điểm bất tiện, đó là chiều sâu khi khoan chỉ được 25mm nên sẽ có những hạn chế nhất định khi các bạn muốn khoan trên những vật liệu dài. Bây giờ mình sẽ tháo chiếc máy khoan này ra để cho các bạn cùng xem cấu tạo bên trong nhé. Và đây chính là động cơ của chiếc máy khoan. Như ở đầu video mình đã nói thì động cơ này có tốc độ vòng quay mắc là 7.000 vòng. Còn đây là chiếc vòng băng tải dự phòng dùng để kết nối giữa động cơ với trục mũi khoan. Khi các bạn dùng trong một thời gian dài thì chiếc vòng này có thể bị giãn ra và các bạn dùng chiếc vòng dự phòng này để thay thế. Phần trục đầu khoan được bôi dầu mỡ giúp cho quá trình chúng ta khoan được trơn tru và mượt mà hơn. Các bạn dùng lâu cũng nên tra dầu mỡ theo định kỳ. Còn đây là bộ điều khiển, chúng ta sẽ thấy một mạch dimmer điều khiển tốc độ sử dụng chiếc BTB12 600B. Chiếc này thì có chức năng điều khiển điện áp khi chúng ta xoay núm tăng giảm tốc độ. Bên cạnh là núm tinh chỉnh tốc độ. Sau một thời gian dài các bạn sử dụng có thể bị sai lệch về tốc độ thì các bạn tinh chỉnh lại bằng cách xoay núm điều chỉnh này. Và bên trong là công tắc bật tắt. Nhìn chung thì về chiếc máy này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được tốt trong các công việc khoan cắt hàng ngày, thích hợp với những bạn thường xuyên chế cháo làm về cơ khí. Với mức giá 1.550.000 đồng thì chúng ta sẽ có một chiếc máy khoan bàn với kích thước nhỏ gọn, bền bỉ và động cơ mạnh mẽ, không gây tiếng ồn lớn. Thì theo mình mức giá này cũng khá là hợp lý. Còn các bạn cảm thấy sản phẩm này như thế nào? Với mức giá tiền trên thì có đáng cho một chiếc máy khoan bàn mini như này không? Hãy comment ý kiến xuống bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.